Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ biên tập viên Quang Việt để đến với những thông tin thể thao mới nhất. Xin chào anh. Vâng, xin chào chị Thụy Vân, kính chào quý vị khán giả. Trời thì đã trở lạnh rồi, thế nhưng sức nóng của trận đấu tối ngày hôm nay giữa đội tuyển Thái Lan và Việt Nam thì dường như ngày càng tăng lên, anh Quang Việt. Vâng, tôi nghĩ là không nóng sao được khi mà trận đấu giữa hai đội luôn là trận đấu mà thể hiện niềm tự hào của hai đội, và đây còn là một trận đấu mang tính bản lề xem việc là hai đội sẽ tiến sâu đến đâu ở vòng loại World Cup 2022. Và bên cạnh đó, tôi nghĩ là chưa bao giờ mà các cổ động viên của đội tuyển Việt Nam chúng ta lại ở vào một tâm thế chủ động như lúc này. Còn tất nhiên thì đội tuyển Thái Lan rất khát khao chứng tỏ mình. Nhìn sự chuẩn bị trong những ngày vừa qua thì ai cũng có thể thấy được rằng khó khăn và áp lực đang dành cho đội tuyển Thái Lan và những thuận lợi nhất định dành cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Ở buổi tập duy nhất làm quen với sân vận động Mỹ Đình của đội tuyển Thái Lan thì trời đã mưa rất to và ảnh hưởng tương đối nhiều đến sự chuẩn bị của đội bóng này cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam tại sân Mỹ Đình vào tối ngày hôm nay. Đội tuyển Thái Lan cũng chỉ có 2 buổi tập khi tới Hà Nội và huấn luyện viên Nishino đang gặp khá nhiều áp lực. Ông mới có 2 tháng làm việc ở Thái Lan và lúc này vẫn chưa tìm được một bộ khung có thể nói là hợp lý nhất cho đội bóng này. Còn với đội tuyển Việt Nam của chúng ta, mọi chuyện thuận lợi hơn nhiều. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã có 2 năm tại Việt Nam. Chúng ta có những cầu thủ tốt nhất và có sự chuẩn bị có thể nói là chu đáo nhất cho trận đấu diễn ra vào tối ngày hôm nay. Cách chuẩn bị của đội tuyển Thái Lan khác hẳn những gì mà cách đây 4 năm huấn luyện viên Kiatisak đã làm khi tới Mỹ Đình làm khách của chúng ta cũng tại vòng loại World Cup. Đội tuyển Thái Lan khi đó chẳng phải giữ bí mật điều gì và thậm chí cũng công khai luôn đội hình, chiến thuật sẽ chơi như thế nào. Nhưng giờ là một câu chuyện hoàn toàn khác vì cả con người và tâm lý của hai đội đã có nhiều thay đổi. Có lẽ với nhiều người, việc dự đoán đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam cũng là không quá khó khăn khi ông Park luôn ưu tiên sự ổn định. Nhưng phán đoán được chúng ta chơi ra sao thì không phải là điều đơn giản. Gần như sẽ không có sự thay đổi nào ở đội hình của đội tuyển Việt Nam trong buổi tối ngày hôm nay. Vẫn sẽ là những cái tên quen thuộc đã chơi với đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cách đây ít ngày. Những thay đổi có chăng sẽ đến ở trên băng ghế dự bị như khi huấn luyện viên Park Hang-seo có Công Phượng, Hà Minh Tuấn hay một số cái tên đáng chú ý khác có thể đưa vào sân và tạo ra bất ngờ cho đội tuyển Thái Lan. Còn 11 gương mặt này chắc chắn vẫn là những người đang có phong độ tốt nhất và thể hiện sự ổn định của đội tuyển Việt Nam. Cuộc đối đầu tại Mỹ Đình vào tối ngày hôm nay có thể sẽ là khởi đầu cho chuỗi trận đối đầu liên tiếp của hai nền bóng đá trong vòng 3 tuần sắp tới, khi mà bóng đá Việt Nam còn gặp bóng đá Thái Lan và thậm chí là tranh những tấm huy chương vàng cả ở nội dung của nam và nữ tại SEA Games 30. Con người và chiến thuật là quan trọng nhưng tâm lý mới là yếu tố quyết định việc các cầu thủ sẽ chơi như thế nào. Điều này thì ông Park đã chuẩn bị khá kỹ càng để các cầu thủ của mình không bao giờ phải e ngại đối thủ nào. Lần đầu tiên huấn luyện viên Park Hang-seo đối mặt với bóng đá Thái Lan là trận tranh hạng 3 giải giao hữu M150 Cup hồi cuối năm 2017. Đó là khi U23 Việt Nam đang trong quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á. Dù phải làm khách, nhưng chúng ta chơi hoàn toàn trên chân đối thủ. Cú đúp chóng vánh của Công Phượng sớm đưa U23 Việt Nam dẫn trước 2-0 trước khi để Thái Lan gỡ bàn danh dự. Các cầu thủ Việt Nam cũng tự tin hơn mỗi khi đối đầu với Thái Lan. Gặp lại nhau Mỹ Đình tại vòng loại U23 châu Á, một lần nữa huấn luyện viên Park Hang-seo lại giúp U23 Việt Nam vượt qua U23 Thái Lan. Thậm chí lần này đội bóng của chúng ta còn thắng đối thủ một cách thuyết phục hơn. Tỷ số 4-0 khiến người hâm mộ hả hê vì chưa bao giờ chúng ta lại thắng kỳ phùng địch thủ đậm đến thế. Còn huấn luyện viên Park Hang-seo thì có những phát biểu tự tin và phần nào giải tỏa được vấn đề tâm lý bấy lâu nay của cầu thủ Việt Nam mỗi khi đối đầu với bóng đá Thái Lan. Tôi chưa được dẫn đội tuyển quốc gia Việt Nam đối với đội tuyển quốc gia Thái Lan, nhưng đội U22 và đội U23 thì chúng tôi đã toàn thắng cả 2 lần. Từ nay trở đi, bóng đá Việt Nam không việc gì phải sợ bóng đá Thái Lan nữa. Sau 2 chiến thắng thuyết phục cùng U23 Việt Nam, đến giải giao hữu Kings Cup hồi tháng 6 vừa qua, lần đầu tiên huấn luyện viên Park Hang-seo có cơ hội đối đầu với bóng đá Thái Lan trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Đội chủ nhà Thái Lan một lần nữa không thể gỡ lại danh dự khi để thua đội tuyển Việt Nam với tỷ số 0-1. Ngay ở trận khai mạc giải, sau chiến thắng này, huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng thắng Thái Lan không phải là điều quá đặc biệt. Tôi hiện kiêm nhiệm cả đội U23 lẫn đội tuyển quốc gia Việt Nam, nhưng không phải vì đối thủ là Thái Lan mà chiến thắng này mang lại ý nghĩa nào đó đặc biệt hơn cho bóng đá Việt Nam. Không chỉ tự tin trước đối thủ, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng luôn biết cách bảo vệ học trò của mình trước những chỉ trích của đối thủ. Ở trận lượt đi vòng loại World Cup 2022 giữa hai đội trên đất Thái Lan, khi trung vệ Bùi Tiến Dũng bị huấn luyện viên Nishino chỉ trích là có hành động ăn vạ trong một pha tranh chấp với cầu thủ Thái Lan, huấn luyện viên Park Hang-seo lập tức lên tiếng bảo vệ học trò khi cho rằng đồng nghiệp cần phải xem lại cầu thủ của mình có chơi đẹp hay không trước khi phán xét đối phương. Không chỉ có thế, ở buổi tập của đội tuyển Việt Nam hôm 17 tháng 11 vừa qua, huấn luyện viên Park Hang-seo đã cấm phóng viên Thái Lan ghi hình buổi tập của đội tuyển Việt Nam
như một cách đáp trả hành động tương tự của đồng nghiệp Akira Nishino, khi mà trước đó đội tuyển Thái Lan cũng thông báo không cho truyền thông Việt Nam tác nghiệp ở các buổi tập của họ tại Hà Nội.